Rồi, chào các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ cho bìm bịp ăn. Hay là kỹ chiều cho ăn cá, bữa nay cho ăn cá. Thì hổm dài mình đem nó ra đây à. Để trong nhà là chịu không có nổi. Nó gặp người là nó la mà nó ăn hoài à. À, nó ỉa cứt nè. Ỉa cứt thôi chịu không nổi. Nó la nó đòi ăn hoài, mình ăn cho nó ăn ốc, ăn cá rồi lòi, cá bún dừa, cá sạch. Nó ăn vào ngày ba thử luôn. Ăn nó gặp là nó la nó đòi ăn. Cho ăn một lần khoảng 2-3 con. Một con ăn 2-3 con cá sạch. Lại thì nó đòi ăn như thế này. Nó la chịu không nổi. Mà nó hôi nó dơ nữa. Đây mình có bắt cá sặc để dành cho nó ăn nè. Giờ mình bắt. Bóp đầu, mình bỏ vô cho nó ăn. Làm như chết đói từ đời nào tới giờ. Cho nó ăn nó mới hết la. Rồi nó gặp ai là nó la dữ lắm. Còn bên kia nó là dữ. Nó bắt đầu nó dùng cái móng vuốt để nó xé con mồi vậy đó. Giờ nuốt động luôn. Ăn một con bự này là được đó. Rồi, nuốt rồi. Rồi cho con bên kia ăn. Mình phải để dành như thế nè. Đặt lọp, đặt lọp nó mới dính. Không thôi thì bắt ốc, bắt cá bóng dừa, bóng thò lòi, đặt lọp nó có. Cái mỏ nó bị gì chảy máu rồi. Nó vùi ba cái mỏ qua ba cái lỗ này nè. Dưới bên nó cày cái mỏ. Trời. Cày cái mỏ nó chảy máu rồi. Mấy con này nó háo ăn mà nó ngu nữa trời. Ngu quá. Thì nó vùi máu chảy rồi các bạn. Rồi ăn một con là no rồi.
Đây là tiểu kiều nha các bạn. No nó hết kêu rồi đó. Vậy thôi nha, cho các bạn xem trước thôi. Chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.